Chào mừng các bạn đã trở lại với lịch sử Trung Quốc. Các bạn thân mến, Lưu Bị hay còn gọi là Hán Chiêu Liệt Đế là một vị thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Cả cuộc đời ông gặp và kết duyên với rất nhiều phụ nữ, thế nhưng duyên vợ chồng lại rất trắc trở. Theo ghi chép trong sử sách, thê thiếp của ông gồm có Mi Phu Nhân, Tôn Phu Nhân, Ngô Phu Nhân và Cam Phu Nhân. Người hy sinh quên mình, người thì xuất thân cao quý, dòng dõi quý tộc, thế nhưng lại có người là quả phụ. Vậy trong số đó, ai mới là hiền thê đích thực của ông? Hãy cùng chúng tôi khám phá chuyện tình của Lưu Bị và bốn người vợ đẹp tuyệt trần trong ít phút của lịch sử Trung Quốc hôm nay. Chuyện tình của Lưu Bị và bốn người vợ đẹp tuyệt trần. Lưu Bị có tên tự là Huyền Đức, người huyện Trác, quận Trác thuộc U Châu. Ông là dòng dõi của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng, người con thứ của Hán Cảnh Đế. Ông nội Lưu Bị là Lưu Hùng, được cử làm Hiếu Liêm, làm huyện lệnh huyện Phạm thuộc Đông Quận. Cha Lưu Bị là Lưu Hoằng, mất sớm. Trong các phu nhân của Lưu Bị, Mi Phu Nhân là người đáng thương nhất. Kiến An Nguyên Niên, Lã Bố đột kích Hạ Phi, toàn bộ gia quyến và tài sản của Lưu Bị đều thuộc về Lã Bố. Khoảng thời gian đó, Lưu Bị vô cùng chán trường, sống vất vưởng ở Hải Tây, Quang Lăng, nay là Giang Tô. Tại đây, có phú ông tên Mi Trúc đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ Lưu Bị. Ông ta đã quyên góp tiền bạc giúp đỡ Lưu Bị nuôi quân, thậm chí còn gả em gái cho Lưu Bị. Trong lúc khốn cùng, lại nhận được sự trợ giúp to lớn, Lưu Bị đã lấy em gái Mi Trúc và lập làm chính thất. Năm 208, Tào Tháo mang đại quân đánh chiếm Kinh Châu. Lưu Bị thua trận, bỏ chạy. Em họ Tào Tháo là Tào Thuần dẫn quân truy kích đến Đương Dương, Tràng Bàn, bắt được gia quyến Lưu Bị, trong đó có Mi Phu Nhân và Cam Phu Nhân. Triệu Tử Long đơn thương độc mã đánh trận Tràng Bàn cứu được A Đẩu. Mi Phu Nhân đã nhảy xuống giếng tự vẫn để khỏi vướng chân Triệu Tử Long. Tuy đây chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết Tam Quốc Chí mà không tìm thấy ghi chép trong lịch sử, thế nhưng điều này có thể chứng minh được tấm lòng trung thành và sự hy sinh cao cả không chút tính toán của người phụ nữ này dành cho Lưu Bị. Cam Phu Nhân không phải chính thất mà còn đứng dưới Mi Phu Nhân. Cam Phu Nhân được mô tả là người có nhan sắc như ngọc, tính tình hiếu đức, hiểu đạo nghĩa. 18 tuổi đã trở thành mỹ nữ rất được Lưu Bị mê đắm. Lưu Bị thường để cô cùng ở trong chướng lụa, đứng ở ngoài trời mà nhìn. Cam thị giống như tuyết trắng ngưng tụ dưới ánh trăng vậy. Bà lấy Lưu Bị và theo chồng vào sinh ra tử, bôn ba khắp nơi. Trong suốt 15 năm, luôn âm thầm thay Lưu Bị lo liệu việc nhà, tạo hậu phương vững chắc, giúp cho chồng xây dựng đại nghiệp. Tuy không được nhắc đến nhiều, nhưng bà chính là vị hiền thê có công lớn nhất của Lưu Bị. Chính Gia Cát Lượng từng dùng 8 chữ, lữ hành tu nhân, thục thận kỳ thân viết trong tấu sơ dành cho Cam Phu Nhân, tức làm việc gì cũng luôn giữ đúng lễ giáo, hợp quy định, luôn thận trọng và hiền thục. Chính vì thế, có thể lý giải được việc Triệu Tử Long đã liều mạng để cứu Mi Phu Nhân, Cam Phu Nhân và hậu chủ A Đậu ở Đương Dương, Trường Bản, bởi vì một người hy sinh âm thầm không tính toán như Mi Phu Nhân và một Cam Phu Nhân đức hạnh thì có chết vài lần cũng đáng. Năm 209, Cam Phu Nhân mắc bệnh qua đời. Tình cảm của Lưu Bị dành cho Cam Phu Nhân cũng rất thâm sâu. Trương Vũ năm thứ hai, tức năm 222, ông đã truy phong thụy hiệu cho bà là Hoàng Ân Phu Nhân. Chữ ân này để bày tỏ lòng tiếc thương và nỗi nhớ khôn nguôi về người vợ hiền đã cùng ông đồng cam cộng khổ vào sinh ra tử, nếm mật nằm gai mà chưa ngày nào được hưởng trái ngọt. Sau này, khi con trai Lưu Thiện nối ngôi đã truy tôn cho mẹ là Chiêu Liệt Hoàng hậu. Sau khi Cam Phu Nhân qua đời, Lưu Bị lấy Tôn Thượng Hương. Bà là người con gái duy nhất và là con nhỏ nhất của Tôn Kiên, là em gái của Tôn Sách và Tôn Quyền, những người tạo dựng cơ nghiệp nước Đông Ngô, liên minh với Thục Hán trong một thời gian dài. Tam Quốc Chí của Trần Thọ chép rằng, nguyên trước, Tôn Quyền gả em gái cho tiên chủ. Em gái vốn là người tài giỏi, nhanh nhẹn cường mãnh, có phong thái của các anh. Thị tỳ hơn 100 người đều quen cầm đao đứng hầu. Tiên chủ mỗi lần vào đều thấy lạnh cả người. Gia Cát Lượng cũng đánh giá về Tôn Phu Nhân như sau. Chúa Công khi ở Công An, phía Bắc úy kỵ Tào Công cường mạnh, phía Đông lo lắng Tôn Quyền bức bách, ở gần lại sợ Tôn Phu Nhân sinh biến ngay sát nách,
tình thế lúc ấy thật là tiến thoái lưỡng nan. Tôn phu nhân là người đa tài, hoạt bát, cương trực, mạnh mẽ như một nữ hán tử mà không chút ủy mị, hiền dịu của một công chúa lá ngọc cành vàng. Xung quanh Tôn phu nhân lúc nào cũng có hàng trăm thị tỳ được trang bị đầy đủ vũ khí theo hầu và bảo vệ. Bà đã biến khuê phòng thành chiến trường, còn mình thì đóng vai nữ tướng oai phong lẫm liệt. 2 năm sau, mối quan hệ giữa Ngô và Thục bắt đầu căng thẳng. Tôn phu nhân quay trở về với anh trai của mình là Tôn Quyền. Theo những gì Triệu Vân viết thì bà định mang theo con trai của Lưu Bị là Lưu Thiện với mình. Tuy nhiên đã bị Trương Phi và Triệu Vân chặn lại. Sau khi hai bên thương thuyết, Tôn phu nhân để lại Lưu Thiện về nước Ngô. Kể từ đây, hôn nhân giữa bà và Lưu Bị chấm dứt. Bà không bao giờ gặp lại Lưu Bị và sử sách cũng không có nói gì đến chuyện bà tái giá. Cũng có chuyện kể rằng, sau khi Lưu Bị qua đời, bà đã trầm mình xuống sông tự vẫn. Theo Tam Quốc diễn nghĩa, sau trận Di Lăng, có kẻ phao tin Lưu Bị chết, bà đã trầm mình xuống sông tự vẫn, có miếu thờ bà bên đấy gọi là miếu Khiêu Cơ. Cũng trong Tam Quốc diễn nghĩa, bà được miêu tả là người có tính khí nóng nảy và rất cứng đầu. Tiểu thuyết nói rằng bà hay gây rắc rối và thường các tướng sĩ của Lưu Bị phải để mắt đến Tôn phu nhân. Tôn phu nhân với tư cách là vợ Lưu Bị cũng 2 lần bị sử dụng trong các mưu kế của Chu Du và Tôn Quyền nhằm mục đích chống phá nhà Thục. Tôn phu nhân bỏ đi, năm 214, Lưu Bị lấy một quả phụ, lúc này Ngô phu nhân đã 33 tuổi. Ngô phu nhân vốn là trẻ mồ côi, nhưng thầy bói nói bà có tướng đại phúc đại quý, sau này sẽ làm hoàng hậu. Chính vì thế, Lưu Yên đã cưới cho con trai thứ 3 của mình là Lưu Mạo. Sau này, Lưu Mạo chết trẻ, Ngô phu nhân thành quả phụ. Quần thần khuyên Lưu Bị nên lấy Ngô thị vì vừa xinh đẹp lại nết na. Kiến An năm thứ 24, Ngô phu nhân được lập là Hán Trung Vương Vương hậu. Trường Vũ Nguyên Niên năm 221 được lập làm Hoàng hậu. Kiến Hưng Nguyên Niên năm 223 được sắc phong là Hoàng Thái Hậu. Đây cũng là vị Hoàng hậu duy nhất được sắc phong khi còn sống. Theo sử tịch, vợ con Lưu Bị 3 lần bị bắt mà cả 3 lần có lẽ đều là cùng một cặp mẹ con. 2 lần đầu đều được Lưu Bị đòi lại từ tay lã bố, lần sau thì bị Tào Tháo bắt rồi không thấy trở về nữa. Sử không ghi chép về người chính thất và đứa con trai này, không biết là họ bị Tào Tháo giết, bị Tào Tháo chiếm dụng hay chán không muốn về với ông chồng đần đụt Lưu Bị nữa. Lưu Bị nổi danh trong thời Tam Quốc chưa hẳn bởi tài năng mà là do chữ nghĩa. Dân gian lưu truyền câu, huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như y phục. Câu nói này tuy không có sử tịch chính thống nào ghi chép, thế nhưng đối chiếu với những việc xảy ra trong thực tế lịch sử thì quả đã phản ánh đúng tính cách, phẩm hạnh của Lưu Bị. Thời xưa, câu nói ấy là lời ca ngợi trang nam tử theo đạo lý truyền thống phong kiến. Còn với ngày nay thì lại là vấn đề lớn bởi việc gắn kết với bạn bè, anh em trong giang hồ tuy là khí phách cần có của đấng nam nhi, nhưng việc không bảo vệ được ngay cả vợ con của mình thì liệu có đáng mặt đàn ông? Những phụ nữ làm vợ của Lưu Bị thật khổ, họ không chỉ luôn có nguy cơ bị ông ta bỏ rơi mà còn cả bạn của chồng chà đạp. Thứ nhất là câu chuyện về Cam phu nhân, một số phận khốn khổ. Cuộc đời Lưu Bị thật ra rất bất hạnh, hèn kém, thế nhưng bất hạnh hơn là những người phụ nữ khốn khổ đi theo ông mà trong đó điển hình là Cam phu nhân. Cam phu nhân người huyện Bái là đồng hương của khai quốc hoàng đế Lưu Bang nhà Tây Hán. Bà quen biết Lưu Bị hoàn toàn do ngẫu nhiên. Cuối thời kỳ Đông Hán, sau cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng, đầu tiên Lưu Bị là hạ thủ của đại tướng quân Hà Tiến. Sau vì thất bại trong thảo phạt Đồng Trác nên chạy theo Công Tôn Toản. Năm 194, Tào Tháo tiến đánh Đào Khiêm ở Từ Châu. Lưu Bị nhận lệnh đi cứu viện, đánh bại quân Tào. Khi đó, binh mã của Lưu Bị chỉ có khoảng 1000 người, thêm mấy ngàn dân đói khát, đúng là một đám đông ô hợp. Đào Khiêm cảm ơn giải cứu của Lưu Bị nên đã tặng 4000 quân và phong làm châu trưởng, thích sử Dự Châu, cho đóng quân ở thành Tiểu Bái. Lưu Bị thấy Đào Khiêm tặng quân lại cho cả địa bàn nên chuyển qua theo Đào Khiêm để tỏ lòng trượng nghĩa. Trước lúc lâm chung, Đào Khiêm lại nhượng chức tổng đốc Từ Châu cho Bị. Rất có thể trong thời gian này, Lưu Bị đã lấy Cam phu nhân. Tuy nhiên, thân phận Cam phu nhân lúc đó chỉ là người thiếp. Tam Quốc Chí, Thục Thư, Nhị Chủ Phi Tử Truyện có ghi Lưu Bị mấy lần tang thất, cho thấy Lưu Bị không chỉ một lần cưới chính thê. Cam phu nhân tuy là thiếp, nhưng do các bà vợ,
tức chính thê đều chết nên bà được giao quản mọi việc trong gia đình. Lưu Bị khi đó quân không đông, lực chưa mạnh, chỉ là một quan nhỏ dưới trướng quân phiệt địa phương. Điều này có thể cho thấy địa vị xuất thân của Cam phu nhân không cao, còn những bà vợ kia của Lưu Bị chết thế nào thì sử tích không thấy ghi chép, nhưng có thể trong quá trình bôn ba chạy trốn khắp trốn. Lưu Bị đã bỏ rơi họ như thay áo, rồi họ bị chết trong đám loạn quân. Năm 196, Viên Thuật đánh Lưu Bị nhằm giành lấy Từ Châu, bị dẫn quân đến Hư Di nghênh chiến, để Trương Phi ở lại giữ Hạ Phì, thủ phủ Từ Châu. Lưu Bị và Viên Thuật đối đầu với nhau hơn một tháng mà không phân thắng bại, nhưng sân nhà của Lưu Bị thì xảy chuyện. Trương Phi xung đột với Tào Báo, bộ hạ cũ của Đào Khiêm, trong lúc nóng giận đã giết chết Báo khiến thành Hạ Phì náo loạn. Viên Thuật sai Lã Bố thừa cơ tấn công, Trương Phi bỏ chạy, Lã Bố bắt gọn vợ con và cả nhà Lưu Bị đang ở đó. Hang ổ bị phá, Lưu Bị ở mặt trận không còn tâm trí chiến đấu nên bị Viên Thuật đánh cho tơi tả. Không còn nơi nào để đi, Lưu Bị phải đầu hàng Lã Bố, nhờ đó mới đòi lại được vợ con, gia nhân. Nhưng Lưu Bị ngầm tích lũy được lực lượng để mưu đồ tách ra khiến Lã Bố nổi giận. Lưu Bị địch không lại Lã Bố nên đem quân chạy theo Tào Tháo. Tháo cho lương, tiền để Lưu Bị đi đánh Lã Bố. Kết quả, bị không những đại bại mà vợ con và gia nhân lại một lần nữa trở thành tù binh của bố. Nếu lần đầu, Lưu Bị để mất vợ con là do bị đối thủ tập kích hàng ổ, đối phó không kịp thì con hiểu được. Lần này, ông ta chủ động tiến công, binh mã tề chỉnh mà vẫn đem theo vợ con thì rõ là không biết lượng sức mình. Lưu Bị khi đánh nhau, giữ bản thân còn chưa xong, nói gì đến chuyện chăm sóc, bảo vệ vợ con gia quyến. Đương nhiên, điều này cũng nói lên Lưu Bị về căn bản không thể sống thiếu đàn bà và cũng phù hợp với nguyên tắc đàn bà như quần áo của ông ta. Tào Tháo biết không thể trông chờ vào việc Lưu Bị thắng trận. Năm 198, Tháo tự mình cầm quân đi đánh, bắt sống Lã Bố. Vợ con bị khi đó mới được giải cứu và trở về bên ông ta. Tào Tháo đãi Lưu Bị không tồi, nhưng những ngày tươi đẹp không kéo dài. Một năm sau, Lưu Bị phản Tào, nhưng Bị đâu phải là đối thủ của Tào. Chỉ mấy bữa đã bị Tháo đánh cho tan nát, ngay đến đại tướng là Quan Vũ cũng bị bắt làm tù binh. Vợ con Lưu Bị nhờ Tháo mà lấy lại được từ tay Lã Bố, nay rơi vào tay Tháo. Người vợ và đứa con ba lần bị Lưu Bị bỏ rơi trong vòng mấy năm này là ai? Trong chính sử không ghi chép rõ, chỉ thấy trong Tam Quốc Chí, Thục Thư, Tiên Chủ Truyện có nói đến việc vợ con tiên chủ liên tục trở thành tù binh. Nếu suy đoán ra thì vợ con nói ở đây rất có thể là Cam Phu Nhân và A Đẩu, hậu chủ Lưu Thiền sau này. Lưu Bị kết hôn với Cam Phu Nhân năm 194, sớm ra thì năm 195 sinh A Đẩu, cả ba lần họ bị bắt đều xảy ra sau năm 196. Về thời gian, có thể trùng hợp, sách Ngụy Lược cũng có cùng quan điểm đó. Sách viết, năm 200, Tào Tháo chinh phạt kẻ vong ân phụ nghĩa Lưu Bị, bị không chống nổi, bỏ lại Cam Phu Nhân và A Đẩu mà chạy. A Đẩu bị lạc trong dân gian, sau bị bọn buôn người bắt cóc đem bán, sau rất nhiều năm mới được trở về bên cạnh Lưu Bị. Thế nhưng Bùi Tùng Chi khi chú giải Tam Quốc Chí không đồng ý với quan điểm này. Căn cứ của ông là theo Tam Quốc Chí, Thục Thư, Nhị Chủ Phi Tử Truyện có viết A Đẩu sinh ở Kinh Châu chứ không phải ở Tiểu Bái. Đồng thời, Hậu Chủ Truyện chép rằng A Đẩu khi lên kế vị cha năm 223 mới 17 tuổi cho nên phải sinh vào năm 207. Dĩ nhiên, lấy Tam Quốc Chí ra đời sau để cho rằng Ngụy Lược nhầm lẫn thì chưa hẳn đã thuyết phục vì có thể Trần Thọ đã chép sai. Nhưng một lý lẽ khác Bùi Tùng Chi đưa ra khó có thể bác bỏ. Ông nói nếu A Đẩu bị bắt đi rồi, rơi vào tay bọn buôn người, vậy thì người mà Triệu Vân cứu ở trận Trường Bản là ai? Dù thế nào thì giới sử học chỉ quan tâm đến hậu chủ Lưu Thiền, còn vợ Lưu Bị là ai thì chả chú ý đến. Nếu người con bị bắt là A Đẩu thì vợ dứt khoát là Cam Phu Nhân, nếu không thì rõ ràng không phải bà. Từ đó có thể suy ra, người vợ bị bắt cả ba lần không thể là Cam Phu Nhân, vì Tam Quốc Chí có ghi, khi Lưu Bị lấy Cam Phu Nhân, thân phận bà là thiếp, danh vị phu nhân chỉ được truy thụy năm 222 sau khi bà chết. Tức là trước khi chết, danh phận của bà chỉ là thiếp, còn trong sử tịch đều chép người bị bắt là thê, rõ ràng là chỉ người khác. Có lẽ do Trần Thọ không rõ người vợ bị bắt của Lưu Bị là ai, cho nên mới khiến người đời sau lâm vào tình thế rắc rối, khó hiểu như thế.
với những khán giả yêu thích lịch sử Trung Quốc và đặc biệt là hay theo dõi các sự kiện thời Tam Quốc, chắc hẳn sẽ nhận thấy rằng Lưu Bị có một đặc điểm, đó là đánh được thì đánh, không đánh được thì sẽ chạy thoát thân, thục mạng mà không màng đến tính mạng của vợ con. Trong cả sử sách lẫn Tam Quốc diễn nghĩa, có thể thống kê được ít nhất 4 lần Lưu Bị vứt bỏ vợ con chạy lấy thân mình. Bởi vậy mà có ý kiến cho rằng, nói về trình độ chạy trốn, tần suất và cả sự nhếch nhác thì ngay đến cả tổ tiên của Lưu Bị là Hán Cao Tổ Lưu Bang có sống dậy cũng phải chấp nhận là hậu sinh khả úy. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Lịch sử Trung Quốc và cập nhật kênh hàng ngày để không bỏ lỡ những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn về lịch sử các thời đại Trung Quốc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!